đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự Của Trung tâm Gian quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 Trong chương trình thời sự hôm nay Gồm có một số nội dung chính sau đây Công an thành phố Châu Đốc Ngày 5 tháng 1 năm 2021, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Đến dự có đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc trong năm 2020, Công an thành phố Châu Đốc đã phát huy tinh thần, chủ động, nêu gương, kỹ cương trách nhiệm hiệu quả, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tình hình trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra tội phạm hoạt động ổ nhóm, cung đồ, lộng hành, manh động, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, chưa phát hiện các tụ điểm đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, công tác bắt tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra quan sai, sót lọt tội phạm. 100% tin báo tố giác về tội phạm được tiếp nhận giải quyết theo quy định. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75% và bắt đối tượng truy nã phát sinh đạt 50%. Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí, chất lượng các mặt công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý giáo dục phạm nhân được nâng cao, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, công an thành phố tiếp tục củng cố kiện toàn và duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của 10 mô hình phòng chống tội phạm tại các phường xã trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan ban ngành, cấp quỹ chính quyền cơ sở, tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng, tham gia xây dựng phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện nghị quyết liên tịch 01 về quản lý giáo dục người thân trong gia đình, không phạm tội và tệ nạn xã hội, được 162 cuộc với 5.152 lượt người dân tham gia. Năm 2020, Công an thành phố tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, các ngày lễ Tết của dân tộc tôn giáo như lễ hội dưới bà Chúa Sứ Núi Sam, Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và đảm bảo tình hình an ninh phòng ngừa dịch COVID-19. Từ đó, góp phần tích cực hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Công an Thành phố trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2021 như sau. Ở đây thì về mặt địa phương, về mặt địa phương thì tôi xin lưu ý các đồng chí một số vấn đề cái thứ nhất là trước mắt là là từ nay đến là tết nguyên đáng thì nó có mấy cái sự kiện là đại hội là đảng toàn quốc sắp sửa diễn ra rồi thì cái vấn đề là bảo vệ chính trị nội bộ phải nắm chắc cái tình hình vấn đề là xuyên tạc nói xấu rồi là, là 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 tác động đến cái bầu cử đến cái văn kiện của đại hội và bảo vệ là tuyệt đối cái thứ hai là cái 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 Covid, Covid là nó liên quan đến cả cái phòng chống là dịch và là phối hợp với các lực lượng để là kiểm soát biên giới chặt chẽ. Cái vấn đề thứ ba là rồi chuẩn bị thi công cái cầu châu đốc, rồi đó là thành phố sẽ dự kiến là sẽ thực hiện là thu hồi, tạo mặt bằng để thi công các cái dự án của thành phố như là đường Đê Hòa Bình rồi là đường trưng nữ dương nối dài rồi cái khu là dân cư tái định cư cho khu cầu cồn tiên rồi cái kè châu đốc cho cái sự phát triển của thành phố Dịp này, Công an thành phố đã trao tặng quy chương vì an ninh tổ quốc, quy chương chiến sĩ dễ dàng, các hạng cho 16 cá nhân, trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho một tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu từ năm 2018 đến năm 2019, tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2020 cho 6 tập thể. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Châu Đốc đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu về kiểm tra kết quả thực hiện duy trì nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020. Năm 2020, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Vĩnh Châu đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng chất các tiêu chí, tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, xã tập trung thực hiện duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đồng như chỉ tiêu thu thập bình quân đầu người, tỷ lệ có việc làm qua đào tạo, xây dựng cảnh quan nông thôn. Kết quả xã Vĩnh Châu đạt 19 trên 19 tiêu chí, 41 trên 41 chỉ tiêu. Trong năm 2021, xã Vĩnh Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí tuy đã đạt nhưng chưa bền vững, đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, phát triển đời sống văn hóa nông thôn, đẩy mạnh các phong trào văn hóa thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục y tế đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, Ban tuyên giáo thành quỹ phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khoa giáo năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, đồng chí Quỳnh Chí Quanh, trưởng Ban tuyên giáo thành quỹ chủ trì hội nghị. Trong năm 2020, Ban tuyên giáo thành quỹ phối hợp Ban tuyên giáo tỉnh quỹ tổ chức hội nghị trực tuyến trung ương về các nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được 5 kỳ có 785 lượt đồng chí tham dự. Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố lần thứ 12 được 16 lớp, cho 3.924 đảng viên, tổ chức triển khai chuyên đề năm 2020 cho cán bộ chủ chốt và hỗ trợ các chi đảng bộ được 68 lớp cho 5.760 cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và các chức sắc chức diệt. Năm 2021, Ban tuyên giáo thành quỹ tăng cường công tác tham mưu cấp quỹ lãnh đạo chỉ đạo, việc triển khai quán triệt, thực hiện nghị quyết chỉ thị của đảng một cách thiết thực, tạo sự thống nhất nhận thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 12. Chỉ đạo việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị của đảng một cách thiết thực, tạo sự thống nhất nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 12, Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tiếp tục quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chỉ thị khung năm của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, thực hiện quy chế biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, phòng chống tội phạm an ninh mạng, phòng chống dịch bệnh trên người, gia súc gia cầm, đặc biệt phòng chống COVID-19 dịp lễ Tết ngày 5 tháng 1 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy thành phố Châu Đốc tổ chức đoàn kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ trung tâm thành phố Châu Đốc theo đó đoàn kiểm tra hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc xây dựng lưu trữ hồ sơ phòng cháy chữa cháy thực hiện tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của cơ sở tình trạng và chất lượng hoạt động của hệ thống báo cháy chữa cháy các phương tiện chữa cháy ban đầu tại chợ Hệ thống điện, lối thoát nạn, nơi bố trí để hàng hóa. Thông qua đó nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức về phòng cháy chữa cháy, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực sự cần thiết, nhất là kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy, lấy nguyên tắc phòng ngừa là chính. Chủ động nắm chắc tình hình công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, chợ, hộ kinh doanh cá thể, kịp thời phát hiện những nguyên nhân nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy có thể dẫn đến cháy nổ, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Tết Nguyên đáng Tân Sửu năm 2021 và các lễ hội đầu xuân. Các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân, tham gia phòng cháy chữa cháy sâu rộng với phương châm 4 tại chỗ, nông cốt là lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở và người dân trên địa bàn ngày 5 tháng 1 năm 2021, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Mỹ tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Võ Thái Nguyên, ngụ khóm Mỹ Hòa, phường Vĩnh Mỹ. Đến dự có đồng chí Quỳnh Bụ Toàn, bí thư đảng quỹ, chủ tịch Quỹ ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ. Căn nhà có diện tích 39,6m2, nhà sàn, lót dáng, khung gỗ mái tôn, chách tôn, có nhà vệ sinh tự hoại, tổng kinh phí xây dựng 36 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ban vận động Quỹ vì Người Nghèo Phương, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Phương Vĩnh Mỹ hỗ trợ 35 triệu đồng. Nhận được căn nhà, gia đình ông Võ Thái Nguyên rất vui mừng, cảm ơn chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình ông có được chỗ ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế. Trong năm 2020, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Châu Đốc tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được gần 13 tỷ đồng. Qua đó, đã cất mới 114 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 7 căn, hỗ trợ cho 9.152 lượt người khám chữa bệnh. Trợ giúp học hành, thăm hỏi, tặng quà, khó khăn đột xuất và các khoản chi khác với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đã vận động hỗ trợ cho công tác tiếp bước đến trường. Kết quả đã cấp phát 125 xe đạp và 50 suất học bổng, tổng trị giá 150 triệu đồng. Tổng số tiền đã vận động được là 376 triệu đồng, đã cấp phát cho các hội khuyến học phường xã. Tổ chức Khánh Thành cầu kênh 10, nói xã Vĩnh Tế, Vĩnh Châu, trị giá 1 tỷ 933 triệu đồng. Mặt trận đã tập trung lãnh chỉ đạo tuyên truyền nhân dân tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động các tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở thờ tự, nhà hảo tâm đóng góp tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi các chốt biên phòng, chi tiền ăn cho lực lượng, mua khẩu trang, hỗ trợ các hội đoàn thể trong công tác phòng chống dịch hỗ trợ cho 463 người bán lẻ giá số lưu động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với số tiền 400 triệu 900 ngàn đồng. Đồng thời, tổ chức cứu trợ các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai quả quạng, hỗ trợ khó khăn đột sức cho 4 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại phường Vĩnh Quân với số tiền 28 triệu đồng và cho 8 hộ quả quạng tại xã Vĩnh Châu với tổng số tiền 160 triệu đồng. Trong tuần qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Châu Đốc đã đẩy mạnh thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ đại hội đảng toàn quốc và Tết Nguyên đáng 2021. Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức 7 cuộc tuần tra, kiểm soát, ra quyết định xử phạt hành chính 61 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và cảnh cáo 6 trường hợp, tước 2 giấy phép lái xe. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, các lực lượng chức năng sẽ liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường nội ô của thành phố, đường giao thông nông thôn để xử lý các loại vi phạm trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, giải quyết ủng tắc giao thông và ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, đồng thời tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc, tính đến chiều ngày 5 tháng 1 năm 2021, có 25 trường hợp thực hiện cách ly tập trung và 15 trường hợp cách ly tại nhà. Hiện các trường hợp cách ly tập trung và tại nhà sức khỏe đều bình thường. Hiện nay các cấp ngành và nhân dân thành phố Châu Đốc tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về phòng chống dịch COVID-19, tăng cường tuyên truyền khuyến cáo thực hiện giải pháp 5K của Bộ Y tế. Ban chỉ đạo thành phố cũng yêu cầu các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc cần nắm chắc, theo dõi chặt chẽ người về từ dùng dịch. Các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các nhà trọ, cơ sở lưu trú, tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm soát tuyến biên giới, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép, đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh và phát hiện, tố giác các đối tượng dược biên hoặc vận chuyển người dược biên trái phép tăng cường kiểm soát không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly tập trung. Đồn biên phòng Vĩnh Quân duy trì 12 chốt và 5 tổ công tác tuần tra cơ động, 24 trên 24 trên biên giới. Thường xuyên phối hợp với công an, quân sự xã Vĩnh Tế, phường Vĩnh Quân kiểm soát lưu động dọc tuyến biên giới, không phát hiện người qua biên giới trái phép. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là chủ đề công tác đoàn năm 2021. Đây được xem là chủ đề hướng về thanh niên, sát giới thực tiễn đất nước, khẳng định sứ mệnh và trách nhiệm lớn của đoàn trong thúc đẩy thanh niên phát triển. Có thể nói, năm 2021 là năm thực hiện mục tiêu kép, vừa làm nhiệm vụ năm tăng tốc về đích, sớm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022 của đoàn, vừa chuẩn bị cho Đại hội đoàn toàn quốc nhiệm kỳ mới. Việc chọn chủ đề năm Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là khẳng định sự đồng hành của tổ chức đoàn với thanh niên. Thực tế cho thấy, mỗi năm là một chủ đề được chọn sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, chủ đề năm 2018 là Năm tuổi trẻ sáng tạo gắn với phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Năm 2019 là Năm thanh niên tình nguyện gắn với phong trào thanh niên tình nguyện. Năm 2020 là tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ đảng gắn với công tác giáo dục và năm 2021 xác định chủ đề về khởi nghiệp lập nghiệp. Việc chọn chủ đề năm 2021 là thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, trong đó thanh niên chiếm số lượng rất đông trong số bị ảnh hưởng và dịch bệnh này không biết bao giờ chấm dứt nên hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp là phù hợp. Trong năm 2020, Ban dẫn động quỹ vì người nghèo phường Châu Phú A đã dẫn động tiền và hiện vật được gần 500 triệu đồng và đã tiếp nhận từ nguồn của thành phố là 365 triệu đồng. Qua đó, cấp mới 23 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 4 căn với tổng số tiền 860 triệu đồng tổ chức chăm lo Tết cho 495 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 13 thẻ bảo hiểm y tế cho chi hội trưởng, hội người cao tuổi và hội chữ thập đỏ phường với số tiền trên 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, mặt trận phường cho Phú A tuyên truyền trong nhân dân công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn động các mạnh thường quân đóng góp tiền và hiện vật để hỗ trợ cho 117 hộ gia đình có người thân bán vé số, 300 hộ cận nghèo, khó khăn, lực lượng dân quân, tiếp nhận và phát 100 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường. Trong năm 2020, phạm pháp hình sự trên địa bàn xã Vĩnh Tế xảy ra 3 vụ, trật tự xã hội và tệ nạn xã hội xảy ra 6 vụ, tiếp nhận 11 tin báo tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, công an xã còn duy trì tốt 4 mô hình về an ninh trật tự như mô hình tuyên truyền lưu động bằng xe phát loa lưu động về phòng chống các loại tội phạm, mô hình tổ tự quản an toàn giao thông, mô hình camera an ninh và câu lạc bộ nông dân phòng chống tội phạm. Thông qua các mô hình thu hút đông đảo quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Thời gian qua, phường Châu Phú B có tốc độ phát triển nhanh và khá toàn diện, trong đó hệ thống chính trị của phường đã không ngừng đổi mới, công tác vận động quần chúng phát huy được sức mạnh của nhân dân trong đóng góp xây dựng kinh tế phường ngày càng phát triển. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, sự công khai minh bạch về tài chính, cộng với sự động viên khích lệ kịp thời từ các quỹ đảng, chính quyền, trong năm qua, trên địa bàn phường đã vận động với số tiền 666 triệu đồng chi hỗ trợ kịp thời cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ đột xuất cho 14 trường hợp, 47 thẻ bảo hiểm y tế. Trong năm cất mới 6 căn nhà tình nghĩa xây dựng và sửa chữa 25 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở. Song song đó, Ủy ban mặt trận phường đã vận động các nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn tích cực tham gia đóng góp tiền và hiện vật để xây cầu, bê tông các con hẻm, lắp camera an ninh công cộng. Trong năm, nhân dân đóng góp xây dựng 6 công trình phúc lợi xã hội với số tiền gần 400 triệu đồng. quý các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đất nước. Tuy nhiên do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực lớn, Ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, rộng khắp, góp phần cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài, ngành văn hóa thể thao và du lịch An Giang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang, năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, lễ hội truyền thống tại địa phương được điều chỉnh kịp thời và triển khai phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đạt chất lượng hiệu quả cao. Theo đó, toàn ngành đã tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ 6 năm 2020 và các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, lễ hội truyền thống của địa phương đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Đồng thời, triển khai chặt chẽ các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phạm vi chức năng quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Công tác thanh kiểm tra chuyên ngành tiếp tục thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những cơ sở hoạt động không đúng theo quy định, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hoạt động bảo tàng, thư viện, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được quan tâm thực hiện, công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, lập hồ sơ khoa học và trưng bày, triển lãm các hiện vật, di vật, cổ vật được các cơ quan, đơn vị ngành văn hóa thực hiện tốt. Năm 2020 đã thực hiện trùng tu tôn tạo, xây dựng bia trên 20 di tích và khảo sát, kiểm kê tình hình hoạt động, nghệ thuật đơn ca tài tử trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khai quật khẩn cấp di tích khảo cổ tại xã Bình Phú, Châu Phú, hoàn thành hồ sơ khoa học di tích miếu dạy thủy, thành phố Châu Đốc và được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, hoàn thành hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật thuộc bảo tàng An Giang. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị đã góp phần đưa phong trào ngày càng khởi sắc và phát huy hiệu quả. Các quy định, quy tắc và chuẩn mực văn hóa dần thấm sâu vào người dân, cộng đồng dân cư từng bước hình thành lối sống văn hóa, nếp sống văn minh trong nhân dân. Thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục được củng cố và giữ vững thành tích tại các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế tại Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 8 2020. Đoàn Thể thao An Giang xếp vị trí dẫn đầu toàn đoàn, tiếp tục khẳng định vị trí của thể thao tỉnh nhà đối với khu vực. Bên cạnh đó, An Giang đã đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia và đạt nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Nhiều vận động viên năng khiếu tiến bộ tốt về chuyên môn, chuyển vọng đạt thành tích cao trong tương lai. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, An Giang nổi lên như một điểm đến tham quan du lịch an toàn, thân thiện do công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Năm 2020, An Giang đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, giảm 30% so cùng kỳ, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.000 tỷ đồng. Giảm 27% so cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước giám sát hoạt động kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú khu điểm du lịch được tăng cường trong thời gian cả nước đang đẩy mạnh hồi sinh ngành du lịch thông qua chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. An Giang tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đến giới khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là tập trung thực hiện các giải pháp phát triển ngành du lịch vào những tháng cuối năm, góp phần tăng trưởng GRDP của tỉnh. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc luôn chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện ngay từ đầu năm ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức phát động nghiêm túc nội dung của các phong trào thi đua đều được gắn với các phong trào các cuộc vận động lớn trong quân đội và những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời cùng với nhiệm vụ tham mưu cho cấp quỹ chính quyền lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương đảng ủy ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đột phá vào hai khâu xây dựng nề nếp chính quy và rèn luyện điều lệnh đội ngũ tư thế tác phong quân nhân trong đó tập trung khắc phục khâu yếu mặt yếu đề ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm trước tiên đơn vị đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của các cấp ủy đảng các chỉ thị mệnh lệnh cấp trên trong đó quan tâm xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng vũ trang thành phố nhằm bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hình thức phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng gắn giới đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn giới đợt sinh hoạt chính trị dưới chủ đề tự soi, tự sửa. Nhờ đó, 100% cán bộ chiến sĩ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đảng quỹ ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc còn thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng nghị quyết sát tình hình thực tiễn, chú trọng củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Hàng năm, 100% đảng viên trong đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương, đảng quỹ, ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc đã chỉ đạo cơ quan quân sự các phường xã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch chuẩn bị và huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Với mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn chế, củng cố lực lượng bộ đội địa phương theo hướng tinh gọn, vững mạnh, đều khắp. Ban chỉ huy quân sự thành phố thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các lực lượng thường trực, cơ động sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của huyện. Theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, kết quả huấn luyện hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên có 100% đạt yêu cầu trong đó trên 90% đạt khá giỏi. Đối với lực lượng thường trực, 100% nội dung khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 95% đạt khá giỏi. Trong công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời bác hầu dạy. Đơn vị quân y năm tốt, ngoài việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí, trang bị, vật tư cấp trên cấp. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang còn tích cực tăng gia sản xuất với nhiều mô hình phong phú, hàng năm bảo đảm 100% tỷ lệ quân số khỏe. Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới, phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả luật thi đua khen thưởng, nghị quyết của các quỹ đảng các cấp về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang với việc triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, chỉ thị 05 của bộ chính trị và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ cho các phong trào các cuộc vận động của địa phương để phong trào thi đua quyết thắng trở thành động lực động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố châu đốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm khắc phục khó khăn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đảm bảo cho lực lượng vũ trang luôn là lực lượng trung thành tin cậy là chỗ dựa vững chắc của cấp quỹ chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc trong sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tình hình tai nạn xã hội ngày càng phức tạp, luôn trình rập môi trường học đường, kẻ xấu luôn sẵn sàng tìm mọi cách để lôi kéo học sinh tham gia. Trong khi việc xây dựng môi trường xã hội văn hóa lành mạnh chưa thực sự hiệu quả, tác động mặt trái của những dịch vụ, sản phẩm văn hóa, công nghệ thông tin như các trò chơi game, mạng xã hội. Cộng với việc cha mẹ học sinh thiếu quan tâm giáo dục con cái, vẫn còn phụ huynh khoáng trắng việc giáo dục học sinh cho nhà trường. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh, dù được quan tâm thực hiện, song chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Tăng cường giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Đứng trước thực trạng trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong ngành gắn với cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Các nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như giảng dạy chính khóa các môn đạo đức, giáo dục công dân, hoặc lồng ghép tích hợp vào các môn học khác qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường có sự phối hợp với cha mẹ học sinh và các đoàn thể tổ chức xã hội. Cụ thể phối hợp với thành đoàn châu đốc tổ chức các hoạt động về nguồn, nói chuyện truyền thống giếng và thắp đến tri ân, tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện, chương trình học kỳ quân đội, học làm người có ích, tổ chức hướng dẫn, vận động thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt trong các câu lạc bộ, chuyên đề để phát huy được tính tự tin và sáng tạo trong học sinh. Đặc biệt, theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhà trường đã đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, qua đó góp phần giáo dục kỹ năng sống các trường đã tăng cường các hoạt động kết nối tri thức từ bài học trong chương trình giáo dục phổ thông với kinh nghiệm thực tiễn nhằm giải quyết các tình huống các vấn đề trong cuộc sống tìm hiểu lựa chọn và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi kiến thức bổ ích tổ chức trực tuyến các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cuộc thi giao thông thông minh thu hút nhiều học sinh tham gia từ các sân chơi tri thức học sinh tích lũy kiến thức kinh nghiệm thực tế bổ sung cho các tri thức hàng năm sách dở rèn các kỹ năng giao tiếp thuyết trình trước đông người làm việc theo nhóm ra quyết định cách xử lý tình huống trong cuộc sống đồng thời tạo môi trường thuận lợi nhằm khơi gợi khả năng tư duy sáng tạo biết phát huy thế mạnh cá nhân của từng học sinh ở từng bậc học ở bậc tiểu học tập trung tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại bạo lực ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp bậc trung học chú trọng giáo dục đạo đức lối sống của giáo viên học sinh khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác bằng việc tăng cường nền nếp kỷ cương xây dựng văn hóa học đường với một môi trường học tập lành mạnh an toàn chỉ đạo triển khai thực hiện thông tư số 06 trên 2019 về quy định, quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục. Các nhà trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, làm công tác đoàn, đội, phối hợp với gia đình cùng phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt, việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập, rèn luyện cho con em trong gia đình tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi và tương tác, trải nghiệm với môi trường xung quanh. Qua các hoạt động này, một mặt hướng các em vào hoạt động lành mạnh ngoài giờ học chính, hạn chế thời gian rỗi, thời gian chết dễ bị lôi kéo vào các hoạt động tiêu cực không lành mạnh, mặt khác phát huy phẩm chất năng lực của học sinh, kịp thời nắm bắt tư tưởng tâm lý, phát hiện và xử lý sớm những mâu thuẫn xung đột trong học sinh. Tuy nhiên, ở một số trường, việc tổ chức các hoạt động này vẫn chưa thật sự hiệu quả, biểu hiện qua tình trạng còn một số học sinh vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường vẫn xảy ra, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục học sinh chưa chặt chẽ. Để khắc phục tồn tại, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục đạo đức Lối sống, kỹ năng sống cho học sinh ngành giáo dục và đào tạo, các nhà trường cần phối hợp với chính quyền địa phương có các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn, không để các đối tượng xấu lôi kéo học sinh tham gia các tệ nạn xã hội hay các vụ việc vi phạm về đạo đức lối sống tại địa phương, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học, tạo thêm điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi tại địa phương, nhất là vào dịp hè, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của gia đình, các đoàn thể, đoàn hội đội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong hướng dẫn, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập và rèn luyện tại nhà trường. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.